Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Hôm nay thì em quay cái Hunter XLS AT. Đây là bản một cầu số tự động màu xanh nhé. Cũng lên khá là đầy đủ về option rồi. Thì em sẽ quay chi tiết về cái phụ kiện mình nên lắp theo những cái bán tải như này. Chúng ta có một chiếc xe nó đẹp về mặt thẩm mỹ cũng vẫn đảm bảo chất lượng sử dụng với cái mức giá thành bỏ ra cũng không quá cao. Hiện nay thì phiên bản này là bản một cầu số tự động. Giá niêm yết của bản này thì là 707 triệu. Ở đây cũng là gần như là bản rẻ tiền nhất rồi. Ở dưới nó cũng chỉ còn bản hai cầu số sàn thôi, khoảng 650. Còn lại thì bây giờ đa phần là bản cấu hình hai cầu, giá tiền vào khoảng 700 800. Về bản này thì là xe lắp ráp trong nước nên là từ mùng 1 tháng 7 các bác mua thì cũng sẽ được ưu đãi hỗ trợ giảm thuế 50%. Xe này hiện nay nếu mà kết hợp cả khuyến mại của hãng này, chương trình giảm thuế của nhà nước này, đấy, các bác thông cảm giúp em là do quy định của hãng thì bên em cũng sẽ không chào trực tiếp được cái khuyến mại cụ thể hay quà tặng đi kèm trong cái video này. Mình có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em nhé, để bên em gửi cái báo giá qua cho anh chị về cái khuyến mại trong hãng. Đó, nó có hai cái lưu ý thôi. Một là xem video thì bên em cũng không thể trực tiếp chào giá được. Thứ hai là cái khuyến mại thì nó luôn thay đổi, nó không cố định theo tháng, theo cái lượng xe còn lại thôi. Nên là mình có nhu cầu mua thì nên cân nhắc thêm một vài kênh để tham khảo, chúng ta sát được cái giá trên thị trường. Thì hiện nay ra biển với cái mẫu xe như này thì với các bác trừ hết cả khuyến mại giảm thuế thì chúng ta chỉ loanh quanh con số vào khoảng hơn 700 một chút thôi, rất là tiểu học mầm non đó. Thì xe này hiện nay em phải lưu ý các bác là kể từ tháng 7 thì bên Ford cũng đã yêu cầu là mình đổ toàn bộ là dầu 01 nhé. Với xe xăng là chúng ta sử dụng xăng 95. Đấy, xe này thì bên em lên cũng khá đầy đủ đồ chơi rồi, cam lùi nguyên bản, nắp thùng thấp. Đấy, bên trong thì cũng đầy đủ ghế da các thứ. Rồi, giá cả như vậy. Cái thứ hai là về lãi suất trả góp thì em cũng muốn update cho mình luôn. Thời buổi này từ tháng 7, cái ngân hàng tốt nhất mà mình vay, CN Bank, nó cũng có sự thay đổi để kích cầu cái khách hàng vay nhiều hơn. Cụ thể thì ở thời điểm trước thì mình sẽ có gói cố định lãi suất trong vòng toàn bộ thời gian vay. Tuy nhiên thì từ tháng 7 hiện nay đang áp dụng thì nó sẽ được ưu đãi thêm 1 năm đầu. Với khách hàng vay mua xe mới thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là cố định 1 năm 8,9%. Sau cố định thì với cá nhân này chúng ta sẽ cộng lãi suất cơ sở lên khoảng 0,8%. Còn với công ty thì mình cộng cao hơn một chút là khoảng 2,6% nhé. Còn về lựa chọn thứ hai thì mình có gói cố định 6 tháng đầu là 7,8, 30 tháng tiếp theo là 9,9. Về cơ bản thì nó sẽ ưu đãi hơn cho với khách hàng có cái nhu cầu vay trung hạn và ngắn hạn, vì cái mức phí trả trước của bên các bên hiện nay thì cũng rất là mềm rồi. Đấy, nó so với cái gói cố định toàn thời gian thì với khách hàng mà xoay được cái dòng tiền nhanh, vay khoảng 2-3 năm thì rất là hợp lý. Trả trước thì mình trả trước giúp em vào khoảng tầm 25% giá trị xe nhé, kể cả lăn bánh các thứ. Hiện nay được giảm thuế rồi, ngân hàng cho vay tối đa là khoảng 75-80%. Rồi, cái cơ bản về mẫu Ranger này thì đây, đây là một chiếc xe màu xanh. Bác chủ cũng cẩn thận chọn làm ghế da chỉ xanh nhé. Nguyên bản của cái xe này nó sẽ là ghế nỉ. Màn hình thì mình có đầy đủ rồi. Đấy, camera hành trình cũng đã DJ sẵn rồi. Nếu các bác cẩn thận thì có thể mua cái Android Box của ZTEC để mình tiện cái sử dụng nhiều hơn. Xe này thì bên em làm đầy đủ dán kính trải sàn rồi. Đấy, sàn khâu da nhé, nguyên bản là sàn nỉ. Nắp thùng. Nắp thùng thật ra thì nó có rất nhiều loại. Mình có thể lựa chọn
nắp thấp, nắp cao, có đèn nắp cao, không đèn, nắp cuộn, nắp điện hay là tấm chắn ba thanh. Đấy, còn cơ bản thì đây là phiên bản đã lên đèn LED rồi. Hiện nay trên thị trường với bản halogen thì cái lượng xe còn lại không quá nhiều và cái màu sắc chúng ta cũng không được lựa chọn như thời điểm trước, chắc chỉ còn lác đác khoảng vài xe ở mỗi đại lý thôi. Mức giá thì cũng khá là sâu, nhưng mà thay bộ đèn vào thì tính ra cũng tiết kiệm được khoảng 50 triệu. Cá nhân em thì thấy các bác cứ mua, đã mua xe mới thì cứ lấy phiên bản mới nhất, zin theo xe. Nó chỉ hơi khác một chút về cái thanh nhựa ở đây thôi. Trước em bán thì có các bác đòi thay cái thanh đấy cho nó sang hơn một chút. Đó, đây ví dụ như thanh bên ngoài sách này. Rồi, cơ bản về cái giá cả, quay trả góp và một vài lưu ý khi mua xe đang gửi là AT. Anh chị có nhu cầu mua xe ở một số tỉnh lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, một số tỉnh miền núi phía Bắc, có thể alo lực trực tiếp của bên em nhé để được tư vấn, hỗ trợ và gửi báo giá một cách hợp lý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.